Bây giờ xin mời các bạn nghe bài viết của Song Vũ, tức Ngô Văn Xuân, Trời Mưa Nhớ Bạn. Liên tiếp 3 ngày nay, mưa bão tới tấp đổ vào đây, nơi tôi đang sinh sống là một thành phố nhỏ, đã có từ rất lâu, có lẽ cả hơn 100 năm nay. Tôi đành phải bỏ 3 buổi sáng cuốc bộ thể dục. Thường thì mỗi ngày tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong là tôi khoác chiếc áo lạnh vào mở cửa bước ra khỏi nhà. Từ đường Sobrato qua đường Bách rồi băng qua đại lộ San Thomas là tới công viên Morgan. Tới đó tôi sẽ gặp hai người bạn già từ khu chung cư Tricken dành riêng cho người cao niên lợi tức thấp. Ra cùng đi, cả ba sau đó đi một vòng tròn lớn, theo đường Tricken qua đường Westchester rồi trở lại đường Bách. Thời gian tròn một tiếng. Thói quen này chúng tôi có cả từ chục năm nay, hôm nào mưa gió hoặc cảm cúm không đi được thì trong người thấy bức rất khó chịu. Như hôm nay đây, qua khung cửa nhìn ra đường, những hạt mưa theo gió tạt rào rào lên mái, hơi nước phủ mờ khung kính, thỉnh thoảng một chiếc xe hơi chạy qua hát nước tung lên hè. Mưa lớn quá, nước chảy vào hệ thống ống cống không kịp rút, TV thông báo có lục ở vài nơi. Đã thật lâu tôi mới lại thấy được một cơn mưa lớn như thế này. Thả hồn trôi theo dòng thời gian và cùng với những hạt mưa kia, tôi trở về những hình ảnh quen thuộc cũ, từ lâu nằm ủ sâu trong tiềm thức. Thói quen đi bộ thực ra chẳng phải do tôi thích làm, mà đúng hơn là do lời khuyên của bác sĩ Phan khi phát hiện tôi bị bệnh thấp khớp và cao máu. Phan trước ngày mất nước là một bác sĩ của tiểu đoàn quân y ở vùng 4 chiến thuật. Sau 3 năm cải tạo trở về nhà được hơn 1 năm, thì anh cùng gia đình vượt biên sang Hoa Kỳ. Tại đây hai vợ chồng vừa đi làm vừa đi học lại và lấy lại được bằng hành nghề của tiểu bang. Lúc tôi gặp Phan là năm 1993, khi đó tôi cũng qua đây định cư được gần 1 năm. Tuổi tác tôi nằm ngay đúng ranh giới của sự dở ông dở thằng, bằng cấp chuyên môn ngoài nghề cầm súng là hai bàn tay trắng, một cơ thể đủ loại các bệnh do hậu quả của những năm tù đầy trong các trại cải tạo từ Nam ra Bắc. Năm 1993 cũng là năm kinh tế Hoa Kỳ trong giai đoạn suy trầm nên xin công việc làm thật khó. Từ việc assembler với lương tối thiểu 4 giờ 25 cent một giờ mà nộp đơn xong cũng phải chờ cả vài tuần mới có nơi gọi phỏng vấn. Nhìn đám người xếp hàng dài chờ đợi tới phiên mình mà chán ngán, quả đúng như lời có một người bạn sang trước bảo: "Ê, lứa tuổi của mình giờ chỉ có đi hành nghề tự do là thích hợp thôi." Đó là lý do tôi đi theo một anh bạn cùng đơn vị ngày trước để làm nghề cắt cỏ. Huỳnh qua trước tôi gần 3 năm theo diện HO, nhờ đứa con gái Úc còn bị thành niên nên hắn được chính phủ cho đi học nghề. Hắn đã chọn lấy cái nghề ít cần chữ nghĩa này. Dĩ nhiên tôi chỉ là phụ tá, một tay lái phụ cho chiếc máy cắt cỏ và công việc chính là sử dụng chiếc máy thổi bụi và lá cây, chúng tôi gọi là cây chổi quét, để vung rác thành đống và sau đó hốt vào bao đựng rác tống lên xe truck rồi đem đi đổ. Những ngày mới vào nghề khá vất vả, nhưng bù lại tối về nhà mệt nhừ tử nằm ngay cán cuốc đánh một giấc cho tới sáng. Lương ăn chia theo thỏa thuận theo số việc có trong ngày, vì thật ra khi còn chung đơn vị chúng tôi coi nhau như anh em, nên giờ đây cũng là dịp bày tỏ tình nghĩa huynh đệ chi binh vậy thôi. Huỳnh người miền Nam vùng cái vùng, nên khi phát âm chữ R thành chữ G nghe cũng vui vui. Năm đó là năm 1964, tôi ra trường đã hơn 1 năm, là đại đội trưởng đại đội 2 tiểu đoàn 3 trung đoàn 11. Cả tiểu đoàn đang tham dự một cuộc hành quân săn diệt địch. Khu vực hành quân nằm về hướng đông bắc chi khu Cai Lậy trong vùng Hưng Thạnh Mỹ, một khu vực chằng chịt kinh rạch. Đơn vị chúng tôi được trực thăng vận từ ngã ba Cái Bè xuống vùng kinh Cái Đôi, từ đó lục soát dọc theo kinh Tổng đốc Lộc về hướng đông qua kinh 1, kinh 2. Cả tiểu đoàn dừng lại giữa cánh đồng ngập nước mênh mông, tháp 10 lúc này vào mùa mưa. Bốn bề nước trắng xóa chói cả mắt, xa xa là những hàng cây so đũa chạy dọc theo các mương đào, xa hơn nữa là những xóm nhà nằm cặp theo bờ kinh, tất cả phủ mờ dưới cơn mưa buổi chiều.
Hành quân vùng Đồng Tháp trong mùa này luôn đòi hỏi những đại đội trưởng đi đầu có khả năng đọc bản đồ giỏi, nếu không khi đụng trận kêu hỏa lực pháo yểm là mang họa. Lộc là đại đội trưởng kỳ cựu nhất trong tiểu đoàn và đặc biệt, anh có khả năng chấm tọa độ số 1 nên không lạ. Mỗi khi hành quân vùng này đại đội anh luôn tiên phong, tiếng thiếu úy cao tiểu đoàn trưởng gọi cho Lộc. Còn cách mục tiêu bao xa nữa Sài Gòn 1? Chừng cây rửa nó thôi Thẩm Quyền. Có thấy động tĩnh gì không? Trời mới như trút tới đây làm sao mà thấy? Thẩm Quyền cho thằng Sao Mai đánh vài vòng xem sao, chứ tôi có cảm giác lạ lạ sao ấy. Sao Mai là danh hiệu truyền tin của máy bay quan sát. Sao Mai vậy rồi, nó bảo khi nào ngớt mưa mới lên được. Ok, thôi Thẩm Quyền cho tôi một trái khói điều chỉnh ngay giữa mục tiêu xem sao trước khi vào. Ok, nói với thằng em đi chung làm đi. Thằng em đi chung đây chính là toán tiền sát viên pháo binh đi theo đại đội của Lộc. Đoàn quân dừng giữa đồng, từ đây tới bìa sóng ông bốc cũng còn cả cây số. Nhưng cứ lùi lũi tiến vào mục tiêu như kiểu này, nếu tụi nó nằm phục trong đó mà bắn ra thì chết chắc. Đại quý cao tiểu đoàn trưởng tự nhủ như thế và cho mời đại quý hiền tiểu đoàn phó trở lại phía sau hội ý. Đại quý hiền trở về đại đội tôi rồi kêu Lộc qua cùng bàn bạc. Hiền hỏi chúng tôi, hai chú có nhìn thấy cây liễu cao nằm ở phía tay phải kia không? Lộc nhanh miệng. À, có lẽ đó là cái đền đại quý à. Sao chú mày biết? Kinh nghiệm bản thân của tôi mà đại quý. Đại quý nhìn xem trên bản đồ đây này. Chúng ta đang đứng ở đây, nhìn xéo qua hướng 2 giờ là cây liễu đó, cũng chính là ký hiệu cái đền miếu gì đó trên bản đồ đây này à. Tôi gật đầu tán thành. Kinh nghiệm bản thân tôi cũng thấy thế. Trong khuôn viên các miễu đình hoặc chùa trong vùng chúng tôi đi qua luôn luôn có một loại cây gì đó, không đa thì phong hoặc thông hoặc liễu, hình như trồng loại cây tán cao là một chỉ dấu để cho bà con dễ nhận biết khi đi tìm những địa điểm này. Đại quý hiền chỉ về hướng một rặng trăm bầu nằm nhô trên mặt nước quay qua bảo tôi. Vũ ơi, cho tấp đại đội vào dọc theo rặng cây đó bố trí yểm trợ cho Lộc vào mục tiêu. Còn Lộc tiến tới cách mục tiêu chừng 800 thước thì dừng lại cho tiểu đội quân báo mò vào trước xem sao rồi mới tính nghe chưa. Lộc gật đầu nhận lệnh, quả pháo khói được yêu cầu từ trước bây giờ mới nghe tiếng nổ, tiếng đạn rít khi bay ngang đầu rồi trớt vào trong làng, một cuộn khói trắng bay lên cao. Đại đội tôi dàn hàng ngang tiến dần đến rặng cây nằm nhô lên giữa cánh đồng. Còn đơn vị của Lộc tách qua hướng tay trái tôi, sau đó bị bõm lội nước di chuyển. Cơn mưa như ngày càng nặng hạt hơn, nước trên đồng lăn tăn gần những đợt sóng nhỏ, vào gần bìa làng mực nước có vẻ đỡ hơn đôi chút, giữa đồng nước lội trên đầu gối có chỗ ngang lưng, bây giờ chỉ còn giữa bắp chân một chút, nước từ trên trời, nước ngập dưới chân, chúng tôi như đang đi giữa một không gian đẫm nước. Có lẽ không một hình ảnh nào ảm đạm hơn, hình ảnh những người lính trùm kính phong xô đi dưới trời mưa mịt mù lặng lẽ như chúng tôi trong giờ phút này. Chẩn Quý Huỳnh khi tới bờ cây gọi máy báo cho tôi biết đã tới vị trí, tôi cho lệnh ngừng và dàn hàng ngang bố trí hướng về phía kinh sẵn sàng yểm trợ cho cánh quân đại đội 1 của Lộc ở phía trái. Tiểu đội tiền sát của Lộc cách bìa làng chừng gần 100 mét thì súng từ bìa làng bắt đầu khai hỏa, trời mưa vẫn ầm ầm trút nước, tiếng đạn bay vèo vèo trong mưa. Những tia chớp lòe sáng nhấp nháy, tiếng người kêu tảng thương, tiếng lội nước bị bõm. Tiểu đoàn may mắn nằm ngoài tầm đạn súng nhỏ, ngoài trừ đại đội của Lộc và một trung đội của tôi. Tiếng pháo binh bắn chặn, tiếng la hét tuyệt vọng của những người lính ngã xuống nước vì trúng đạn. Tất cả nhòa đi trong mưa, tôi bất động, không thể làm gì được trong tình thế này. Biển nước mênh mông chạy tới sát ven làng không cho phép chúng tôi dàn quân mở một cuộc xung phong sinh tử. Chúng tôi đứng giữa hai biển nước, từ trên trời dội xuống và một biển nước phèn chua nằm dưới chân. Lệnh của tiểu đoàn cho Lộc và tôi trút về phía sau 200 mét ra ngoài tầm hỏa lực của địch, vẫn không chỗ núp, vẫn đứng dưới mưa. Nửa giờ sau, hai chiếc phi cơ quan sát lên lại bầu trời, cơn mưa thưa hạt dần. Trời về chiều, bốn chiếc khu trục được gọi đến bay trên mục tiêu. Giờ đây pháo binh đã ngưng, phi cơ lao xuống thả bom dọc theo kinh. Có tiếng đại liên phòng không bắn lên phi cơ, đạn phòng không tỏa những vòng khói nhỏ lập bập nổ trên trời. Ven làng từng cột nước dâng cao trộn lẫn những đám khói và quần lửa vụt lên mỗi khi có trái bom được thả xuống. Khi máy bay làm xong nhiệm vụ pháo binh lại tiếp tục, cả mục tiêu trở thành một vùng khói phủ. Tiếng súng bắn trả thưa thớt dần, bốn chiếc khu trục khác lại vào cuộc vần vũ bắn phá mục tiêu.
Năm 1995, tôi được nhận vào làm việc cho một hãng lắp ráp điện tử. Công việc của tôi là kiểm soát lại toàn bộ những component đã được gắn trên board, xem có thừa thiếu gì không hoặc có bị chập mạch vào không, sau đó đánh dấu và chuyển qua cho bộ phận touch-up, sửa chữa điều chỉnh. Nói chung công việc cũng nhàn hơn thời đi cắt cỏ, bỏ báo. Sếp của tôi là một anh chàng Mỹ gốc Jamaica có tên là Jason. Hôm mới vào nhận việc, Jason hỏi tôi đủ thứ chuyện. Sau khi nghe tôi kể, tôi từng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoạt động hành quân khu vực Mỹ Tho Kiến Phong Kiến Tường. Jason cho biết cũng từng là hạ sĩ quan mang máy truyền tin cho một đơn vị thuộc sư đoàn 9 Hoa Kỳ, đóng quân tại căn cứ Đồng Tâm Mỹ Tho. Jason bảo hồi Tết mẫu thân hắn bị thương trong cuộc hành quân giải tỏa khu bến xe thị xã. Hắn được đưa ra hạm đội 7 điều trị và sau đó được đưa về Mỹ giải ngũ vì đáo hạn phục vụ 2 năm đã ký trước đó. Jason nghe tôi kể về những ngày tù đầy gian khổ trong các trại tù cải tạo từ Nam ra Bắc. Hắn thật sự cảm động và chia sẻ, hắn bảo, đất nước non yếu không có chiến tranh thì dễ thương biết mấy. Tôi gật gù đồng tình, Jason bảo từ nay tôi chịu khó overtime kiếm thêm chút đỉnh mà xài vì theo hắn nghĩ chắc hãng này không kéo dài được lâu. Từ đó tôi cặm cụi làm thêm giờ, mỗi ngày thêm 2 tiếng, lợi tức nhờ vậy cũng khá hơn. Đám công nhân trẻ ham vui ít ai chịu làm thêm ngoại trừ được manager yêu cầu khi có công việc bất ngờ, cần hoàn tất. Cùng làm chung còn có một người Việt khác tên là Bách. Bách xưa kia là một chuẩn quý bộ binh thuộc sư đoàn 2 đóng tại Quảng Ngãi. Bách đi tù 4 năm rưỡi tại Quảng Nam thì được thả. Sau đó vào Nam vượt biên mấy lần bị bắt lên bắt xuống mới tới được Nam Dương. Và đến năm 1983 mới được vào Hoa Kỳ. Từ ngày qua đây, Bách cũng làm đủ mọi thứ ngành nghề nhưng không thành công vì hắn bệnh tật triền miên. Bách bảo hồi còn trong tù cải tạo đói quá, đang sức trai nên ăn uống xô bồ, linh tinh đủ mọi thứ, cây củ rễ lá, cào cào, châu chấu, ếch nhái. Nên khi qua đây, theo hắn nói, bộ đầu lòng kể như phế thải, bao tử thì lúc đau lúc không, trục già trục non gì cũng thế. Đồ ăn thì dị ứng đủ thứ, ăn thịt bò thì nổi mề đay, ăn trứng thì ói, ăn cá thì ngứa gãi rách da. Tóm gọn lại chỉ có món thịt gà là tạm ổn, vì thế Bách giống như một ông già khó tánh, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. Đôi lúc bẩn gắt, hắn còn cà khịa với cả Jason, xá chi là ai. Được cái Jason cũng từng là một quân nhân nên tốt tính. Hắn thông cảm với những người vừa ra khỏi cuộc chiến đầy gian nan và bất hạnh, nên thường bỏ đi những lúc khó xử như thế. Trời về chiều, mưa đã ngớt dần. Một đoàn trực thăng chở thêm tiểu đoàn 32 biệt động quân trừ bị đổ vào phía nam khu xóm Ông Đốc, phía bên kia bờ kinh, cách chỗ chúng tôi chừng 2 cây số. Những đợt bắn dọn bãi đáp của toán trực thăng võ trang và sau đó là các loạt pháo binh từ quận Cai Lậy và Long Định phủ trùm lên mục tiêu trước khi các toán quân được đưa vào trận địa. Đại quý Cao lại kêu đại quý Hiền trở về bộ chỉ huy để bàn bạc. Đồng hồ bây giờ chỉ 5:40, đại quý Hiền kêu tôi và Lộc căn đội hình hàng ngang, mở hỏa lực tiến chiếm bờ kênh. 6 giờ dàn xong đội hình, chúng tôi bắt đầu vừa di động vừa khai hỏa. Nước mênh mang bốn bề, dưới những hạt mưa đang chéo chúng tôi lầm lũi bước. Từng bước bìa làng hiện ra ngày càng rõ hơn, và trong cái mù mịt của khói súng, mùi thuốc đạn, mùi trôm rạ cháy, còn thêm mùi tanh tanh của máu và mùi khét của thịt da. Có vài loạt đạn bắn ra từ một căn nhà sập vách. Không ai bảo ai, tất cả đều hùa chạy vào mục tiêu. Tiếng đạn trích mang rợ trên đầu, tiếng người la, tiếng thét gào, tiếng hét thất thanh của ai đó bị trúng đạn, tiếng chửi thề. Những âm thanh hỗn động ấy làm cho không khí chung quanh ngột ngạt khủng khiếp. Sau cùng thì đại đội tôi và Lộc cũng bám được vào bìa làng, cuộc lùng giết nhau bắt đầu. Tiếng cổ Huỳnh gào lên trong máy, có cây trung liên trong lùm tre trước mặt đó. Rồi những tiếng nổ nghe nhất cả tai, tiếng súng phóng lựu M79, tiếng lựu đạn, tiếng thét bắt lấy nó không phân biệt được của ai. Đạn bay vèo vèo trên đầu, tiếng rít của đạn xuyên trong không trung nghe rần rợn vì nó cảnh báo người lính sự chết chóc đang diễn ra là có thật. Súng đạn vô tình, chẳng e dè hoặc nể mặt bất kỳ ai. Đúng đường đi của nó là mất mạng vậy thôi.
trúng đạn hay không chẳng cần tài giỏi gì lại càng không thể cố tình mà tránh được. Có những tiếng đạn đi nghe nhẹ nhẹ mượt mà khi xuyên qua thạch da, cũng có những tiếng nghe khô khốc cục mịch khó chịu, nhất là những tiếng đạn phang vào các gốc cây tường nhà, vào các chướng ngại bằng kim khí, tiếng mảnh văng ngược lại nghe chắc chúa không chịu nổi. Đang bám theo trung đội 2 của chuẩn quý trí bước vào căn nhà bìa xóm đầu tiên, thì tôi kịp nhận ra một cú đẩy mạnh vào ngực và ngã ngửa ra phía sau không thể gượng lại được. Tôi nghi ngờ mình đã bị thương, tôi nhủ thầm, không sao cả. Còn biết được mình trúng đạn nghĩa là mình còn sống, phải bình tĩnh, không có gì phải hốt hoảng cả. Có tiếng thét thất thanh của cầu, người lính mang máy truyền tin của đại đội. Trung quý bị thương rồi! Cầu vật tôi dậy dìu tôi ngồi dựa vào một gốc cây cháy xém một bên nằm cạnh căn nhà. Tiếng cầu kêu y tá đại đội tôi mê man không thấy gì nữa. Lúc tỉnh lại có lẽ đã quá nửa đêm, trời lạnh và mưa đã tạnh hẳn. Tôi thấy nhói đau vùng ngực phải, khát nước quá nhưng không sao nói ra lời. Chân tay nặng như đeo chì không thể nhúc nhích nổi, thậm chí cả một tiếng rên nhỏ cũng không có sức mà phát ra. Tôi nghĩ là tôi sẽ chết. Số phận của một người lính là thế. Kể từ sau khi ra trường giáp mặt với cái chết hàng ngày mỗi khi nhận được lệnh hành quân, thì cái chết không còn ám ảnh khiến tôi phải sợ hãi. Vả lại chính mắt tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết và cách chết của đồng đội, của địch quân, lâu dần thành quen. Tôi nhớ tới lời của Võ Thừa Tự, một thằng bạn cùng khóa cùng đơn vị, tự bảo. Mỗi con người có một cái số, sợ cũng thế mà không sợ cũng vậy, chỉ có điều cái sợ làm cho mình hèn đớn và khi chết là chết lãng xẹt. Đôi lúc nhậu nhẹt sau một lần hành quân dài ngày hoặc sau những lần đụng độ lớn hắn còn triết lý. Trong chiến tranh có rất ít anh hùng còn sống sót, những người còn lại sau chiến tranh đa phần là những người may mắn thoát chết hoặc một số hèn nhát chạy trốn đương đầu thôi. Tự lớn hơn tôi 2 tuổi, hắn tuổi con cọp. Xuất thân là một học sinh cao thắng nên tự rất khéo tay và rành rẽ kỹ thuật. Sửa xe, sửa súng là cái thú vui của hắn. Lúc tôi về tiểu đoàn nhận nhiệm vụ đại đội trưởng đại đội 2, cũng là lúc tự bàn giao chức vụ đại đội trưởng đại đội chỉ huy tiểu đoàn lại cho mình, một sĩ quan đàn anh trước tôi một khóa. Tự là sĩ quan thâm niên trong các đại đội trưởng của tiểu đoàn này, mình và tôi cũng từng là đại đội trưởng nhân lại từ các tiểu đoàn khác trong cùng trung đoàn. Sau khi học xong khóa đại đội trưởng từ Thủ Đức trở về thì được bổ sung sang đây. Mặt trời vừa hừng lên, tự đã đến thăm tôi. Tôi mơ màng không nhìn rõ mặt người, mà chỉ còn phân biệt được tiếng nói, tiếng tự chửi thề, mẹ kiếp. Sau khi nghe máy liên lạc từ Bộ Chỉ huy Hành quân cho biết phải chờ một tiếng nữa mới có trực thăng tản thương, có tiếng nói nhỏ bên tai tôi. Yên chí, tao đã xin tản thương cho mày rồi, yên tâm không sao đâu. Đầu óc tôi mù mờ những hình ảnh không rõ nét, tôi nghĩ đến mẹ tôi bỗng thấy hình ảnh bà nhạt nhòa nước mắt. Bất tâm sự, từ hồi mới qua đây, lúc đầu em đi bỏ báo, ngày này đơn giản không cần học hành gì. Ngoài sự chú tâm luyện tập cách quan sao cho chính xác vào địa chỉ mình muốn giao là đủ, vì thế ngày này còn có tên là ngày quan chữ. Nhưng sau khi làm được vài tháng thì chịu không nổi, vì công việc đòi hỏi phải thức rất sớm, bảo đảm cho khách hàng có báo đọc trước giờ đi làm. Nên những ngày mùa hè thì không mấy trở ngại, nhưng về mùa đông sương mù dày đặc lái xe chạy vào các con lộ nhỏ quan báo cho những căn nhà trên núi, thì vô cùng vất vả khó khăn. Hắn đành phải bỏ nghề và nhường dây bỏ báo lại cho một người khác. Sau đó thì hắn đi bán chợ trời. Chợ trời ở đây gồm có 2 nơi. Một trên đường Biesa, còn gọi là chợ trời lớn. Một nhỏ hơn trên đường Snell, gọi là chợ trời nhỏ. Cũng do một bạn đồng hương khác giới thiệu, hắn phụ cho gia đình người Campuchia có một nông trại nhỏ ở Gilroy chuyên trồng các loại rau cải và rau thơm. Hàng tuần bách phụ thu hoạch và phụ đứng bán, mỗi tuần 4 ngày từ thứ năm đến chủ nhật, mỗi ngày chủ bao ăn và trả 50 đồng tiền mặt, vị chi được 200 một tuần cũng tạm sống qua ngày. Ở những ngày rảnh khác thì hắn đi phụ bếp, bưng phở, dọn vệ sinh đủ thứ. Ấy vậy mà hàng năm, Bách cũng dành dụm gửi về cho gia đình bà chị ruột ở trong nước cả 1.000 đồng. Làm được gần 2 năm, thì Bách bỏ chợ. Lý do đơn giản, Bách bảo,
sống kiểu này chỉ hơn mấy người homeless một bước chân. Thành ra hắn cũng giống tôi, đi học điện tử cho nó ra một cái nghề. Khi nói chuyện về gia đình, Bách thổ lộ, hắn mới cưới vợ được chưa đầy năm thì mất nước. Trong thời gian đi tù, cô vợ trẻ bỏ đi cặp bồ một cán bộ tập kết trở về làm chủ tịch xã. Khi được tha, Bách không dám trở về làng mà đi ra tá túc nhà bà chị hai tại Hội An. Một thời gian sau đó Bách vào sống lang thang tại Sài Gòn, theo một người bà con buôn bán thuốc tây, quần áo cũ tại chợ trời. Có lần tâm sự Bách bảo tôi, ngày xưa các cụ bảo nước mất nhà tan là đúng thiệt anh nhỉ. Rồi hắn nói người ta bảo ông Thiệu nói câu nổi tiếng, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy coi những gì Cộng sản làm. Riêng em thì em lại thích câu này hơn, đất nước còn còn tất cả, đất nước mất mất tất cả. Tôi bảo câu nào cũng đúng hết, chỉ có điều nghe rồi chẳng ai tin nên mới ra nông nổi này thôi.